Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Nhiều người trong chúng ta, nhất là giới trẻ, nhắm mắt làm ngơ với nước lọc và thay vào đó là uống các đồ uống khác trong cả ngày như nước ngọt, nước trái cây, cà phê và trà, bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia y tế trong những năm gần đây về lượng calo được thêm vào trong đồ uống ngọt hoàn toàn khôn. G có lợi cho sức khỏe và những lợi ích sức khỏe của nước lọc mang lại đối với chúng ta. Uống nước lọc hàng ngày sẽ giúp chúng ta giảm cân, không bị tăng cân quá nhanh. Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí The Journal of Human Nutrition and Dietetics đã cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy chúng ta nên lựa chọn uống nước lọc ưu tiên hơn các đồ uống khác nếu chúng ta muốn kiểm soát trọng lượng của mình. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu từ Đại học Illinois xem xét dữ liệu về ăn và uống trong thói quen của 18.311 người trưởng thành nằm trong đợt khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia. Từ năm 2005 đến năm 2012, những người tham gia khảo sát được yêu cầu nhớ lại chế độ ăn uống của họ trong 2 ngày riêng biệt. Họ báo cáo tiêu thụ về nước lọc, trong đó bao gồm nước máy, nước từ vòi phun nước và làm mát, nước đóng chai, cũng như tiêu thụ các loại đồ uống khác như soda, nước trái cây, nước tăng lực, nước uống thể thao, nước đóng chai ngọt. Những người tham gia cũng được hỏi về việc ăn các loại thực phẩm như bánh, kem, khoai tây chiên và bánh ngọt. Tính trung bình, các thành viên tham gia khảo sát đã uống 4,2 ly nước lọc một ngày và tiêu thụ 2,157 calo. Trong đó có khoảng 125 calo đến từ đồ uống ngọt, khoảng 432 calo đến từ thực phẩm giàu năng lượng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia uống nước lọc nhiều nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày thì tiêu thụ ít hơn tổng số calo, uống ít đồ uống ngọt và dung nạp ít chất béo, chất bé, o bão hòa, đường, muối và cholesterol. Trong thực tế, nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tăng lượng nước lọc tiêu thụ với 1-3 cốc mỗi ngày có thể làm giảm lượng calo 68-205 calo một ngày. Điều đó giúp hạn chế lượng calo dung nạp vào cơ thể theo thời gian và kết quả giảm cân đáng kể, y học cổ truyền. Những kết quả này hỗ trợ các đề xuất nghiên cứu tiếp theo, trong đó đã chỉ ra rằng uống nước lọc trước bữa ăn và dùng nước lọc thay cho đồ uống ngọt có thể cắt giảm lượng calo và cải thiện kiểm soát cân nặng. Điều đó có nghĩa là những người muốn giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể của họ có thể được hưởng lợi từ bổ sung nước lọc vào chế độ ăn uống hàng ngày của họ. Ngày nay, quá nhiều thức ăn và uống giàu năng lượng đang bủa vây xung quanh chúng ta. Chính lối sống thừa mỡ năng lượng kèm ít vận động đã để lại hậu quả tăng nhanh tần suất béo phì và các bệnh chuyển hóa như đái tháo đường type 2, bệnh gút ở nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển. Vì vậy, khi bạn khát nước, nên dùng nước lọc, nước đun sôi để nguội luôn sẵn có bên cạnh, thay cho các thức uống chứa đồ ngọt. Có rất nhiều thời điểm uống nước lọc tốt, sáng thức giấc uống một cốc nước to để bù mất nước qua đêm. Khoảng 9-10 gram sáng uống nước sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng và giảm cơn đói. Sau mỗi lần đi vệ sinh uống nước để bổ sung lượng nước vừa mất đi trong cơ thể, uống trước hoặc sau khi ăn khoảng 30 phút tốt cho việc tiêu hóa thức ăn. Mỗi ngày nên uống 6-8 năm ánh sáng nước lọc là hợp lý.